Hello, xin chào tất cả mọi người, chào cả nhà. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với em Nhung ha. Thì những cái thành quả mà em Nhung vừa cho mọi người xem đó, thì Nhung đã có, nói chung ngày hôm qua, nói chung là nãy giờ nấu vội của mọi người, khi dọn ra cúng thì Nhung không có quay chi tiết cho mọi người xem những cái nấu. Nói chung là nấu cũng đơn giản, tại vì ngày hôm qua Nhung có bánh tét nhiều quá. Có bánh tét nhiều quá nên không có thời gian để mà không có thời gian nhiều để mà làm cho mà hoành tráng ha, quay chi tiết cho mọi người xem. Tại vì Nhung phải có bánh tét bán á mọi người nên cũng hơi bận bịu xíu. Cũng mặc áo dài, cũng chụp hình, nói chung là cũng cũng vui lắm mọi người. Nói chung ngày Tết Việt Nam mà ở bên đây mình có tổ chức như thế này là cũng vui rồi. Hôm nay á, hình như hôm nay là trên chùa, đi 30 Tết rồi đêm chùa. Hôm nay là cũng có tổ chức văn nghệ hát du xuân vậy mọi người. Nhưng mà thời tiết này chắc cũng không ai đi đâu. Thì thật sự nếu mà thời tiết mà đông đá như thế này, người ta đi làm mà còn không dám đi mà sao đi chùa được. Đi chùa là chủ yếu để mấy cho mấy em nhỏ chơi cho vui cho biết thôi, chứ còn á mấy bữa nay mình đi cũng đã mua nhiều rồi, nhưng đã mua sắm đủ thứ hết trơn rồi. Thì hôm nay Nhung sẽ khoe với mọi người ha, là trước mặt mọi người đây là cái cây, cây này là cây trà mi. Hôm trước mà Nhung video trước Nhung nói là không biết kêu bằng cây gì á mọi người, thì hôm nay là Nhung đã biết được cái tên rồi, cây đó là cây trà mi. Thì hiện tại mọi người thấy cây bông nhà Nhung hình là nở bông rất là đẹp không? Đó, hiện tại nó rất là đẹp. Cây đa cúc là cúc đại đó. Nhung thì Nhung kêu cúc sơ mít, còn bà chị hồi tối lại đến nhà Nhung chơi chỉ nói là cúc này là cúc đại đó. Nhung cũng không biết là kêu cái chính xác cái tên như thế nào, mà tại vì mình thấy cái bông của nó, cái mấy cái nó tua tua ra giống như là cái sơ mít, thì Nhung gọi là cái bông sơ mít. Thì Nhung cũng xin nói thêm á là cây bông bông trà mi đó Nhung mua ở chùa luôn, bông cúc cũng Nhung cũng mua ở chùa, còn những cây kiển thì Nhung mua ở lô, tại vì mấy cái đó là cây phong thủy thôi chứ không phải là cây chưng Tết. Là tại Nhung đem xuống để chung gần, Nhung tưới nước cho nó tiện á mọi người. Tại vì mình trồng ở trong nhà, cái nhiệt độ trong nhà tại mọi người biết hả? Là trong nhà lúc nào cái nhiệt độ nó cũng nóng, là tại vì máy hít nó cho nó điều hòa với cơ thể của mình á. Mở mở máy hít mở nóng lên thì mấy cái gốc cây, mấy cái phân nó sẽ dễ bị khô mọi người. Thì bây giờ Nhung sẽ để chung gần với nhau tưới nước. Mọi người thấy cái bình trắng trắng đó không? Cái bình trắng trắng là cái bình nước để xịt đó mọi người, cái bình nước để xịt cho nó có cái cây cho nó tốt, nó tươi, nó đừng có bị khô. Tại vì nếu mình không xịt như vậy, mình không cấp độ ẩm cho nó thì cây sẽ bị khô, bị chết cây đó. Nên á, Nhung tưới Nhung xịt gì đó mỗi ngày á, có khi ngày xịt hai lần, mình xịt dưới gốc á, dưới gốc cây á mọi người. Thì bây giờ hiện tại thì chắc tính là vài tuần đem cái cây ra ngoài, nhưng mà thời tiết lạnh lắm, chắc hồi tối ông anh Nhung ông nói là khoảng tháng 3, tháng 4 mới đem ra được, nên tạm thời là Nhung sẽ để trong nhà. Nhưng mà giờ bông rất là nhiều mọi người, cái nụ nhiều lắm, chắc chắn là sẽ nở ra, những ngày sau nó sẽ nở rất là nhiều. Thì Nhung cũng xin nói thêm với bà con mình ha, là bà con ở ở quê miền Tây Nhung á, ở quê miền Tây Nhung á, là ngày Tết á, lúc nào nhà nào giàu hay nghèo hay là như thế nào đó là cũng phải có nồi thịt kho. Thịt kho trứng là cái món ăn truyền thống mọi người, món ăn truyền thống ngày Tết của người dân miền Tây, nói chung người dân Việt Nam luôn á. Nhung nghĩ là tại tìm hiểu một số vùng ở ngoài 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 miền Đông á mọi người, người ta vẫn kho thịt ngày Tết, còn Nhung không biết miền Bắc như thế nào ha. Nhưng mà đó là cái nét đặc sắc truyền thống của người Việt Nam mình á, là ngày Tết á là ăn mặc sặc sỡ, rồi á ngày Tết là ăn mặc giống như là đồ mới mọi người. Cái thứ hai nữa là bánh mứt trái cây hoa quả này kia phải chưng đầy đủ á. Hôm nay là 30 Tết đó mọi người, ở ngoài trời rất là lạnh, thời tiết rất là lạnh mà đông đá, nói chung là không có tuyết mà đông đá mọi người, đông đá nhiều lắm nên hôm nay là Nhung nghỉ không có đi làm. Thì hôm nay Nhung nghỉ không đi làm nên có thời gian ở nhà chia sẻ cho bà con mình. Mấy bữa nay thật sự mà nói bà con mình rất là lu bu. Nhung bận mấy bữa nay chuẩn bị bông hoa trái cây bánh mứt cho ngày Tết, rồi chuẩn bị nấu nướng cúng rước ông bà. Thì Nhung cũng vừa cúng ông bà xong thì hôm nay Nhung ngồi rảnh đây để chia sẻ với bà con mình ha. Mấy ngày Nhung cũng có bánh tét, rồi Nhung cũng kho thịt kho trứng, rồi Nhung làm chả giò, rồi Nhung làm thịt heo quay với mọi người để mình cúng với bánh hỏi á. Rồi sau đó Nhung cũng làm thêm một ít nấu đồ xào, rồi nói chung là canh súp được các thứ mình cúng, nói chung cho một cái mâm cúng cho nó đầy đủ, là gồm có canh, có xào, có kho, có này kia, có rau này kia thêm với mọi người. Thì hôm nay á là Nhung sẽ chia sẻ cho mọi người á, là cho khoe thôi chứ không phải là chia sẻ, khoe cho mọi người là những cái thành quả mà em Nhung chuẩn bị mấy hôm bữa nay. Nó thật sự mà nói mấy hôm nay không có thời gian làm video cho bà con mình xem.
để khoe với bà con mình những cái món mà Nhung đã làm, đã chuẩn bị mấy bữa nay rồi. Ở ngoài trời thì thời tiết rất là lạnh, một chút xíu Nhung cũng sẽ quay cho mọi người xem là cái cây ở ngoài, cái hồng nhà Nhung á. Nếu mọi người á là có xem những cái video trước của em Nhung á, hoặc là có coi Facebook của em Nhung, thì mọi người sẽ thấy được nhà Nhung có một cây hồng, một cây hồng mà trái hồng nhà Nhung là hồng hồng giòn nha mọi người, mà cây rất là nhiều trái. Mọi người biết Nhung trồng khoảng đâu khoảng chừng 5 năm trở lại à, nhưng mà mấy năm trước thì trái ít, nhiều năm vừa rồi mọi người phải khoảng 500 trái hơn á. Mọi người thấy hoa quằn nhánh trại trái xum xuê luôn. Thì năm nay nói chung á là thời tiết lạnh thì bây giờ nó đông đá rồi, nhưng mà khi khi mùa hè trở lại mọi người sẽ đâm chồi nảy lộc trở lại, và sẽ có nhánh nhiều hơn và sẽ có trái nhiều hơn, tại vì mỗi năm là sẽ mỗi nhiều trái hơn đó mọi người. Thì hôm nay á em Nhung ngồi đây cũng để khoe với mọi người là những cái thành quả mà em Nhung mấy bữa nay chuẩn bị như thế nào. Mọi người thấy sau lưng Nhung không, đây là những cái cây bông hoa mà Nhung chuẩn bị hôm bữa trước, là Nhung đã chia sẻ sơ sơ rồi mọi người, Nhung đã mua trên chùa. Thì để Nhung quay lại cho mọi người xem gần cảnh cạnh mấy cái cây này để cho mọi người xem như thế nào ha. Đây mọi người thấy chưa, thấy hai cái cây nhà Nhung cho, một là cây hồng, một cây kia là cây cây gì không biết, cây gì luôn. Mọi người thấy bây giờ đông đá từng sợi sợi gì, là mọi người biết đủ cái nhiệt độ đủ lạnh thế nào chưa đó. Còn bên cạnh đó, phía bên nhà đối diện bên kia là mọi người thấy cái lửa, cái khói bốc lên không, bốc lên là cái nhà cạnh bên ha, cái nhà đó khói bốc lên là từ cái máy hít đó mọi người, máy hít nhà. Nói chung mùa lạnh là nhà nào cũng chạy máy hít hết để cho giữ cái nhiệt độ ấm trong nhà, nếu mà không chạy lạnh lắm chịu không nổi mọi người. Đây em Nhung cũng khoe với mọi người, đây là những cái bông hoa trái cây mà em Nhung đã chuẩn bị mấy hôm nay để chưng cúng lên bàn thờ của nhà em Nhung. Đây thì hiện tại nhà em Nhung chỉ thờ Phật, mẹ Quan Âm và thờ ba má chồng của em Nhung thôi. À, sầu là Nhung mua, dưa hấu là Nhung cũng mua, dưa hấu Nhung mua ở chợ Mỹ, còn bữa Nhung mua ở chùa mọi người. Hôm bữa đúng ra mua dưa hấu ở chùa luôn mà, nhưng mà bữa đó Nhung quên, xong hôm sau lại đã không còn nữa. Còn sò này mua Nhung như mua xiên bang. Mọi người thấy đây là những đòn bánh tét của Nhung gói ha. Bánh tét bên đây là mọi người thấy ha, gói gói cũng đẹp ha. Nói chung là những video trước em Nhung đã chia sẻ cách gói bánh tét rồi, nên hôm nay em Nhung không có chia sẻ lại nha mọi người. Thì em Nhung chỉ khoe cái thành quả cho mọi người xem thôi. Mọi người thấy không, cái bánh tét, đòn bánh tét cột rất là đều là đẹp. Thì đây là bánh tét nhân mặn đó mọi người, nhưng thịt mỡ đậu á. Bên đây là những bánh tét nhân chuối, nên má chồng Nhung ăn chay nên Nhung cúng bánh tét chuối ha. Còn bên đây ba chồng ăn mặn thì nên cúng Nhung cúng bánh tét mặn. Đây là bên chỗ khu vực thờ ông Địa Hoàng Tài nhà Nhung ha. Nói chung nhà Nhung hai chồng Nhung không có làm ăn gì hết, nhưng mà tại vì hồi trước á nhặt được ông Hoàng Tài với ông Địa nên Nhung đem về Nhung thờ luôn. Thì ông Phật Di Lặc này cũng được một người chị bạn dâu tặng, Nhung cũng để ông đây ông thờ luôn ha. Đó thì đây là cái chậu hoa cúc này mọi người. Hoa cúc này ha, có chị dâu Nhung gọi là cúc đại đó, nhưng mà Nhung hay gọi là cúc sơ mít. Thì cái bụi cúc mà cao như thế này thì ở trên chùa Nhung gần chỗ Nhung ở thì bán với giá là 30 đô. 30 đô hết mọi người. Bên cạnh đây là cái bụi hoa này là hoa trà mi. Hoa trà mi thì mọi người thấy hoa bút bút nhiều lắm mọi người ơi. Hôm bữa hai chồng Nhung chở về từ trên chùa về ha, nó rụng hết mấy bông uổng dễ sợ luôn á. Nhưng mà mọi người biết hả, búp búp gì chứ 2-3 ngày sau nó nở rất là đẹp, rất là nở nhanh nhưng mà lâu tàn mọi người. Cái thời gian mà cái bông này nó nở khoảng từ 5 tới 7 ngày mọi người, là Nhung nói là 5 7 ngày là sau khi nó nở hoàn chỉnh, nở thành cái bông xòe nha. Còn những cái búp búp nhỏ nhỏ thì búp như thế này á, mọi người thấy không, búp như thế này thì lâu lắm, 3-4 ngày sau nó mới nở lên, từ 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 nở lên thì nó cũng vẫn giữ cái độ tươi của nó khoảng 1 tuần mọi người nó mới tàn. Thì ở đây Nhung sẽ mua, nhà Nhung thì có hai chậu bông, hai chậu bông trà mi và 4 chậu cúc. Nhung trưng bày hai bên để cho nó đẹp ha mọi người. Đây để em Nhung quay từ xa cho mọi người xem ha. Đây là cái bụi hoa trà mi nha mọi người. Mọi người thấy học nở bông hoa xum xuê hết trơn, quá trời bông nhiều lắm. Hoa đây là hoa cúc. Thì ở đây á, em Nhung trồng, tại vì trồng trong nhà mà trong nhà máy hít nó chạy liên tục mọi người, ở ngoài thời tiết rất lạnh nhưng lên trong nhà ở đây là phải chạy máy hít để giữ cái nhiệt độ trong nhà cho ấm á. Cho nên lúc nào Nhung cũng sử dụng tới cái chai nước này mọi người, để mình xịt dưới gốc nè. Nè mọi người thấy không, xịt dưới gốc để cho đảm bảo cho cái cây của mình nó đủ nước, nó không bị mất nước, nó không bị héo, không bị khô á. Thì đó mọi người thấy không, hôm bữa giờ Nhung trưng cái bông này đến hơn ngày thời buổi hiện tại bây giờ á. Nói chung là những cái bông này Nhung mua đến thời điểm này. Đây cho mọi người xem là thịt kho nhà Nhung nha. Đây cũng khoe với mọi người, đây là cái nhánh, cái bụi đào nhà Nhung ha.
Thì hôm nay nhà Nhung, năm nay nhà Nhung sẽ trưng bày cái hoa đào, tại vì năm nay không có mai Việt Nam mọi người, chỉ có mai rừng thôi, nên Nhung không thích mai rừng nữa. Năm rồi trưng mai mai rừng nó không có nhiều bông nên không có đẹp, nên năm nay Nhung sẽ đổi sang trưng là hoa hoa đào mọi người ha. Hoa đào thì trong cái bình này người ta có để lộn xộn với nhau mọi người, là màu trắng và màu hồng á. Thì trước mặt mọi người đây là màu trắng hồng ha, để Nhung cho mọi người xem cái màu cái bụi cái bông khác nó màu hồng hơn ấy mọi người. Thì đây Nhung cho mọi người xem cái bông hồng hơn ha. Đây mọi người thấy chưa, đây cái nụ hồng hơn đây đó, để khi nó nở bung ra nó sẽ rất là hồng và đẹp. Bây giờ hiện tại Nhung chưa thấy trên cái cây này nó có bông hồng nó nở nở bung ra, mà chỉ thấy bông trắng thôi. Thì ở đây á, người ta sẽ để vào trong cái bình đó, hai cái màu cho nó xen kẽ nha, cho nó đẹp đó mọi người. Mọi người biết cái cây cái bụi đào này nha, cái bụi hoa đào này nhà Nhung phải làm mua có giá là 50 đô trên chùa mọi người. Nói chung bông hoa năm nay nhà Nhung mua ở chùa, không mấy năm trước Nhung cũng mua ở chùa, ủng hộ chùa luôn. Đây là cái bụi bông này á, cái chậu bông bình bông này là 50 đô, bông này là bông bông đào, còn đây là dĩa trái cây nhà Nhung tự trưng. Nói chung là năm nay không có nhiều trái cây mọi người, mua không có được nhiều, không có kịp á, nên đây là dĩa trái cây nhà Nhung ha. Này dĩa trái cây trên trên bàn, còn trên bàn thờ là những trái cây khác. Đây mọi người thấy không, ăn tết lớn mà mọi người bánh tét thiệt là to. Mọi người thấy hương vị Việt Nam vẫn có đây đúng không? Đây em Nhung khoe với mọi người xem cái đòn bánh mà Nhung vừa gói xong nè mọi người. Khi mà gói xong, hấp chín xong, cắt canh nó sẽ như thế này mọi người ha. Nói chung là Nhung gói cũng tương đối là tròn đều mọi người ha. Đó mọi người thấy chưa, thịt mỡ và đậu nó đã hòa quyện với nhau, và cái nếp nó rất là trong mọi người thấy không, thấy trong xe cái nếp luôn chưa. Nhung quay gần cho mọi người xem, mỡ thịt mỡ thì nó nấu ra thì rất là mềm, nó mềm giống như là nó tan chảy trong cái nó trong cái thịt luôn mọi người, nên khi ăn vào á rất là mềm, nó không thịt nó không bị cứng, mà mỡ thì nó cũng không có quá ngán, tại Nhung cũng có ít mỡ không có nhiều. Đó thì hôm nay là 30 Tết rồi mọi người, hôm nay là Nhung nấu cơm, nấu mâm cơm mặn để cúng rước ông bà về ăn Tết. Thì Nhung cho mọi người xem một lần nữa cái bánh tét mà Nhung gói ha. Nói chung á, là bây giờ thời tiết rất là lạnh, không biết là ngày mai á là có được đi làm hay không đó mọi người. Bây giờ ở ngoài bên ngoài tuyết đang rơi, tuyết rơi mà nhiệt độ thấp lắm nên đông đá luôn rồi, ngày mai không biết có được đi làm hay không. Tại vì nếu mà đông đá là không dám đi làm, phải chi á trời tuyết á, thì còn có thể mình chạy từ từ được mọi người, còn đông đá á, rất là trơn trượt nguy hiểm lắm, nên nếu mà đông đá là không ai dám đi làm hết. Nếu mà không đi làm thì ngày mai là Nhung sẽ nghỉ ở nhà. Nói chung nãy giờ hai chồng Nhung cũng đi chụp hình với mấy đứa ba đứa cháu, bữa giờ nó đến nhà Nhung chơi hai ngày nay mọi người, nó thích đến đây chơi lắm, đến chơi xong rồi nãy giờ chụp hình, nhưng mà tại vì Nhung không có thời gian để quay phim để cho mọi người coi, tại vì lo chụp hình cho mấy nhỏ. Là nó mặc áo dài mọi người, người Mỹ mà hồi nào chị không mặc áo dài, giờ mặc vô nó như mặc áo dài thì mặc ôm ôm mới đẹp, mà mặc áo dài của Nhung không mà chứ không phải của ai, mà Nhung thì nhỏ con hơn bên hai đứa đó nên nó mặc nó hơi chật chội, nó hơi khó thở đó. Giờ đây trước mặt mọi người đây là cái mâm cơm cúng trước ông bà của vợ chồng Nhung nha. Thì ở đây Nhung có đậu đũa xào mọi người, thịt ba rọi xào đậu đũa nè, có chả giò, có dĩa rau sống là dưa cải chua, dưa leo, rau sống. Đây có thịt kho mọi người, thịt kho trắng nè. Và đây là canh xương hầm. Nói chung là năm nay thì làm đơn giản mọi người, tại vì không có thời gian nhiều quá, với lại mùa dịch nữa mọi người, không có đi chợ nhiều để mua sắm những cái gia vị nó cần thiết để nấu. Thì hôm nay anh chồng Nhung chỉ nấu là cúng ông bà đơn giản thôi. Mình khoe với mọi người đây là dĩa trái cây nè mọi người, dĩa trái cây đây nè, dĩa cây này luôn nè, nó có sòi, có sòi, có quýt, có thơm. Khoe với mọi người cái hoa đào, hoa đào mọi người thấy không, nó nở bông quá trời luôn nè, có cái nụ nè, nhiều nụ lắm. Hôm nay á là nó nở màu hồng nhiều hơn là nở màu trắng luôn nè, đây mọi người thấy không, có cái nụ nè. Đây là một cánh hoa nở, nó hoàn chỉnh mọi người. Mọi người thấy không? Nhìn cũng đẹp quá. Nói chung là mọi người biết tại sao không? Ở Mỹ á, mình không có thời gian nhiều, vừa đi làm vừa
vừa sắm sửa trưng bày cho Tết. Nói chung là cái Tết Việt Nam là mình tưởng niệm, mình tưởng nhớ, mình theo phong tục thôi, chứ ở Mỹ đây người Mỹ người ta không có ăn Tết. Nên đó, em Nhung đã chia sẻ với bà con mình đó là những cái gì mà Nhung mua sắm, chia sẻ mua sắm để trưng bày Tết trong nhà này là mình tự thôi, chứ bà con ở đây hầu như là ai cũng đi làm, ai cũng tất bật, cái dân cũng không có thời gian để chuẩn bị nhiều. Có chăng là mua một hai chậu bông rồi mua bánh mứt mua sẵn về cúng thôi, chứ bà con cũng không có thời gian mà để chăm chút từng cái bụi cây hoặc là từng cái bánh cái mứt đâu. Nói chung cũng có mà ít mọi người, chứ không phải là đa số đa phần, nhưng mà tại vì mùa dịch bệnh rồi nên cũng không cũng giới hạn nhiều thứ đó. Thì qua đây thì Nhung cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng xin cảm ơn tất cả bà con đã luôn yêu thương ủng hộ và đã đăng ký kênh cho em Nhung trong thời gian qua. Thì cũng Nhung cũng mong là bà con mình luôn yêu thương ủng hộ cho bà con, cho Nhung trong cái năm mới này được nhiều hơn nữa. Bà con thích thì like, share và đăng ký cho Nhung nhiều hơn nữa để em Nhung có nhiều năng lượng, nhiều động lực để làm những video cho bà con mình xem. Thì nhân dịp đây năm cũ bước sang năm mới, thì hôm nay cũng 30 Tết rồi, thì em Nhung xuân kinh thì nói chung thì hôm nay cũng ngày 30 Tết rồi, nhân dịp năm cũ bước sang năm mới, thì em Nhung cũng xin chúc tất cả bà con gần xa trong và ngoài nước, kiều bào của mình trong và nước ngoài cũng quốc tế luôn, tất cả bà con mình thứ nhất là được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, nói chung là bình an. Và chúc cho cầu chúc những tất cả những anh chị em và con cô bác nào ở bên gia đình thì có một cái mùa xuân thật là ấm áp bên gia đình của mình. Và chúc bà con mình gặt hái được nhiều thành công mới trong năm mới ha. Và cũng mong là cái dịch bệnh này qua đi để cho bà con mình trả lại cho bà con mình một cuộc sống bình thường như ngày xưa, để có một mùa xuân sum vầy ấm no và hạnh phúc. Nói chung xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Bye bye cả nhà, yêu thương cả nhà nhiều lắm. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con chúc mừng năm mới bà con ha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, bình an và chúc vạn sự như ý. Vạn sự hanh thông hết. Cũng là nhiều điều may mắn tốt đẹp nhất đến bà con mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Happy New Year bà con nha.